Đây, chúng ta sẽ đến thủ Ấn Độ. Elo của anh là hơn 2k. Cũng lên. À, muốn ghi mã đây mà. Vào vua mình dí à. Dí sớm thế à em? Đổi luôn. Mã lên hậu giữ đi. Ở đây trắng đẩy tốt lên mình sẽ dí xuống. Đây. Ui dồi, nhỉ. Đây xem nhập thành sai gần đây, có lẽ nhập gần thôi. Nhập xa thì lại mất một nước phải vào vua, à, mất hai nước vào vua mới tránh được khỏi nguy hiểm. Tốt ăn lên. Khỏi nhập thành nữa. Vâng, vua của CTC trơ mặt ra rồi. Nhưng mà đổi lại mình có nước tấn công xuyên táo. Mã sẽ phải lao lên đây. Chúng ta thấy là có nước chiếu đây à. Chiếu đây thì mình vào vua thôi, chưa làm gì được. Rồi, ra xe cho nguy hiểm đi. Nước sau thì... À, rồi, nâng lên xe để vua mình tiếp tục chui vào trong trường hợp có biến. Rồi, nước chui tượng chiến thuật của CTC. Anh đã chờ rất lâu rồi. Ở đây mình chui tượng vào thì trắng sẽ đưa mã lên chắn lại và mình sẽ ăn xe vào tốt, đuổi mã luôn. Bây giờ nếu bay mã lên trước thì mình sẽ lao xe vào để giữ tốt. Mã này cũng chưa chiếu đâu được. Rồi, tạm thời thế trận là ổn. Lao mã vào rồi. Rồi, nước để giữ tốt của CTC. Cần thì vua mình sẽ chui lên đây. Chui lên G7, sau đó xuống H8 và chồng nút xe ra. Nút đánh đều phục vụ cho mục đích tấn công của CTC. Không thể khác được. Vậy và anh xuống hậu để giữ tốt. Vâng, giữ tốt ạ. Nếu mình ăn thì mã sẽ chiếu và sẽ bắt được tốt của mình. À đâu, chiếu hai nước này thì tốt ăn lên thì giữ xe luôn chứ. Ok. Đây mình lắp tượng vào trước, sau đó thì mới lên xe đuổi hậu. Tổng chiếu thì lên xe đây.
À lên vua đây. À đây thì mã vẫn vòng cái chiếu được nhỉ. Không được không được. Thế thì phải ăn luôn thôi. Ăn luôn, nếu chiếu thì là tốt ăn lên. Và giữ xe luôn, hậu sẽ không ăn về được. Rồi, mục đích vẫn là con tốt này để tấn công mã. Rồi, nước cứu của đen đó à, của trắng đó là xe ăn tốt, hậu mình ăn lên và hậu bắt tượng. Đổi xe lấy tượng tốt. Vâng, nhưng nói chung là trắng đang khó đánh. Anh đang phải nghĩ cách để phòng thủ nước này. Nếu không hy sinh thì anh sẽ làm gì? Đổi hậu. Vâng. Anh quyết định là đổi hậu. Từ mà mình chạy hậu thì cũng không được nhỉ. Ăn tốt đi. Tốt ăn lên hay là tự ăn lên nhỉ? Đây đi. Lao ra đây không được. Ôi. Bây giờ mình ra thì sao? Chiếu bắt xe ngay. Không hiểu vớ vẩn. Rồi, đây mình sẽ dí một nước. Tránh cho đen chồng đôi xe để tấn công vào vị trí của vua. Để con mã rình dập à. Lao đấy. Rồi. À lên tốt để bay mã vào đây. Nguy. Bây giờ thì lên đây để chiếu à. Mình vào vua thôi. Quái trắng sẽ dí thêm một tốt nước tốt. Ăn luôn. Chơi đi. Thế nữa. Nào đấy. Bắt tốt của anh à. Rồi. CTC của đây một chút không? Vâng, đè một chút.